Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn may dập quần bộ trung niên nữ. Các bạn có thể mua dập tại Shopee hoặc fanpage tiệm may nhỏ. Xác định đường biên vải. Để không bị lỗi hai bên ống trùng nhau, các bạn gập đôi mảnh vải lại và đặt dập lên cắt. Lưu ý, đường canh sợi sẽ song song với đường biên vải. Các bạn nhớ lưu ý đường canh sợi để khi may dập lên không bị vặn ống. Đầu tiên, chúng ta sẽ may phần túi. Ủi gập đôi nẹp miệng túi. Ủi gập một sang một phía miệng túi. Ủi gập một sang xung quanh phần túi. May cố định túi vào một bên thân trước. Ráp hai bên quần thân trước và sau. Lộn phải một bên ống quần, bỏ vào bên còn lại.
Lưu ý phần đũng phải trùng khớp nhau. May cố định xung quanh đũng trước và sau. May gập gấu quần. Phần cạp may bẻ gập xuống. May cố định hai đầu chun lại với nhau. Chia phần cạp chun ra thành 4 phần bằng nhau. Bốn điểm vừa đánh dấu sẽ trùng vào 4 đường nối trên cặp quần. Cạp các bạn vắt sổ may bẻ gập xuống. May cố định chun vào phần cạp. Chú ý kéo căng chun các điểm đã đánh dấu. Tiếp theo, chúng ta sẽ may bẻ gập phần cạp xuống. Các bạn xem clip may áo ngay sau clip này nhé. Chúc các bạn sẽ may được những bộ đồ ưng ý.